Có hai không ba em? Ồ, hai lắm đấy. Ồ, hai. Hai nhỉ? À, hai có gọi con trai được không? Có chứ, nhưng mà bà biết số con trai của bà không? Ôi, bà không biết. Thế á? Thế mấy hôm con trai bà về cháu khác lấy cho nhé. Vâng. Không, để cho bà gọi nhé. Vâng, đúng, thiệt lắm đấy. Vâng. Từ giờ bà không phải đi theo cô kia đấy nhá, chị kia không, đấy nhá. Không đi cô kia, cô kia không đi đâu, không đi theo đâu. Đi theo khổ lắm. Vâng. Không có lại trời nắng nữa. Từ giờ ở nhà với cháu, ở nhà xem phim thôi. Bây giờ theo cháu thôi. Vâng, xong cháu khác cho tiền bà đi mua thịt này, mua rượu này, mua gạo để ăn nhé. Vâng. Cháu có điện thoại có. Vâng. Cái gì nó có. Vâng. Cái máy có. Vâng, đấy cháu tự kiếm tiền để mua ấy. Không như chị kia đâu. Từ bây giờ bà đi theo cháu rồi nhé. Cháu này là tốt lắm đấy. Vâng. Xem là hai đó. Vâng, cháu có điện thoại mà. Từ giờ bà không phải lo đâu. Cháu có tiền cho bà nhé. Nào bà thích uống rượu thì bảo cháu có tiền cho bà mang đi. Con này, bắt đầu lại nói chuyện với mẹ tôi cái gì đấy? Em đang cho bà xem phim mà. Cô còn giỏi, có cả điện thoại cơ đấy. Điện thoại em mua, em tự kiếm tiền mua, tự giống như chị đâu. Cô không phải nói nhiều, mẹ nói cái gì nào? Cô chị ơi, cháu cái điện thoại, cháu không điện thoại thôi. Mẹ cứ bên cô ta, mẹ xem nó kìa, không có cả điện thoại nữa. Đây, điện thoại cháu này, kiếm tiền để mua. Lấy gạo, lấy thịt, lấy rượu cho tôi. Đúng rồi, bà. Đây. Bà không phải nói, mẹ không phải nói thế. Mấy năm rồi cô không lấy cái gì cho bà đấy. Con chị cho mẹ bao nhiêu, mẹ cũng nói con như thế. Đừng nói mẹ là vô ơn thôi. Hai con bay. Con kia. Bây giờ này, tôi nói với cô này, mẹ để im cho con nói này. Mẹ không phải lường con này. Bây giờ là tôi nói với cô nhé. Cô nếu mà cô xác định ở đây ấy, ở đây làm con gái nuôi của mẹ chồng tôi ấy, hai ngày ba ngày thì cô hãy đi theo tôi để mà đi kiếm cái gì đi. Để bán hoặc để mua gạo đi. Không đi đâu. Mẹ không cho mình không cho cháu đi đâu. Tôi không đi cháu đâu. Điện đấy làm gì nhỉ? Mẹ. Trời nóng chang chang bắt em đi làm á, không bao giờ đâu. Em cô ở đây cô cũng ăn mà sao cô không đi? Em của tôi. Em ăn nhưng mà em có tiền. Cô đừng có mà có mấy đồng tiền, cô đừng có mà em khoe có khoang tiền tiêu. Đừng có mà khoe khoang, tôi nói cho cô biết đấy. Em có đầy tiền. Ôi, cháu, có đầy tiền thì tại sao mà lại về ở nhà tôi làm gì? Bây giờ cháu ông nuôi bà bây rồi giờ, em không là sao đâu, con nuôi không của sao bà mà. Cô đâu. Cô không phải nói nhiều đâu, tốt nhất cô đi theo tôi đi làm đi. Em không đi. Không đi. Không đi thì không phải nhá. Cô em bỏ nhà không tôi đi. Đấy là em đi làm việc đấy làm gì nhỉ? Không phải cái đâu cô không ấy. Không phải việc đấy là có tiền đâu. Cô không phải cái, cứ chị đi theo tôi chị đi. Đi làm cái đấy. Không phải nói đâu. Không biết tính toán nên chị không có tiền. Mới đi làm cái đấy thôi. Tốt nhất cô đi theo tôi em đi làm đi. Em không đi. Đấy, không đi làm đi. Chị ngu chị mới đi làm việc đấy. Thế đúng. Mẹ. Việc linh tinh đấy, có kiếm được tiền không? Đúng. Cô không phải nói đâu, cô ở đây ăn thì cô phải đi theo tôi làm. Em ở đây ăn nhưng mà em có tiền. Mẹ, em vẫn có tiền tiêu. Cháu này đó. Mẹ em đừng có nói nó. Chị không có bắt chửi cho bà. Đây. Mẹ cứ mẹ nói làm gì? Chị ăn thì ngu mới đi làm việc ghế thôi. Không biết tính toán nên cô phải nói nhiều. Tiền. Tôi không cãi với cô đâu. Tôi nói thật sự, cô có đi theo không? Em không đi làm gì cả. Không đi. Không tha cô đâu. Cô phải đi theo tôi làm mẹ.
Cô nha, 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 cô
ép gì đó. Đi mẹ còn mang cô đi che nó cơ à. Đi đi làm đi, làm đi. Ừ, che rồi, che nói là làm gì nhỉ? Đây. Tao của tôi đào cái này đi đây này. Em có làm. Không làm đâu. Em không làm đâu. Em giữ đến xem rồi. Không làm đâu. Không cho làm. Mẹ cứ bênh nó làm gì nhỉ? Có che ô cho nó nữa. Cô này không tắt. Chị đào nó. Em đào. Cháu làm nhỉ? Ôi. Làm đi. Đấy. Em không làm đâu. Có làm không? Đâu. Không cho em làm. Có làm. Làm đi. Không cho làm đâu. Không cho làm. Mẹ tránh ra con. Đi. Đi, không phải đứng ở đây đâu. Em không biết làm đâu. Không biết làm thì đừng có ăn nhé. Làm bảo. Mẹ không phải không bên nó đâu mà. Chị ơi, làm cái này. Đồ dâu đâu, không dâu được đâu. Mãi bà bảo để cho cháu che ô. Làm đi. Em không biết làm đâu. Mẹ, cứ đi che nó làm cái gì. Ôi, thấy che đấy. Không che là nó che đấy. Thế sao không che con lại che nó. Không làm đâu, chứ che. Cô làm đi, không phải nói đâu. Để mà chị nói ơi, đâu. Làm cái này không giàu được đâu. Không giàu cứ mặc kệ tôi, cô cứ làm. Rồi, cô này không ép. Mày đi. Cô ép với cháu làm, làm đi. Đây. Cháu làm đâu. Không giàu được. Đào đi, đừng mà nói nhiều. Đây. Cô tôi ép lắm rồi. Cô, đào cho nó mạnh vào một tí đi. Mẹ, cho nó làm đi. Cô chẳng biết làm nữa cơ. Vâng, đây đây thôi. Bác để cho cháu làm một tí. Cho nó làm thế nào. Chăm quá. Đấy, làm ra rồi. Gái cái gì nhiều. Bệnh nó cũng đủ rồi. Cắn nó đây. Phải đào như thế này không chị? Đúng rồi cô. Đấy, cái em kia đào đi. Rất giỏi nhá. Đào cái kia nữa. Cô chửi bảo em không biết làm. Đó này. Làm đi, chứ mà nói nhiều. Cháu đi làm cái này đây. Làm cô này đùng ép nó. Mẹ cô này nhiều quá nữa này. Làm đi. Bướn cái gì mà bướn. Cuốc đi làm đâu. Cuốc đi. Rồi. Cuốc. Cái này á. Cơm đấy. Không có cái này không có cơm ăn đâu. Đây. Như thế này được chưa? Để xuống dưới. Cô này. Cô này. Làm đấy, tí đây thôi. Ép cô già làm. Ép cô cháu làm. Cô này đấy. Mẹ cứ bệnh nhiều vào. Cô này cô thế này á? Chữ người nhiều ác lắm đấy, cô này đấy. Con đâu? Con này con gì đấy chị? Con gì đâu? Sợ lắm á, sợ lắm đấy. Đây, lại đây. Con gì đấy chị? Con này sợ. Đừng có mày. Đây, ra cho vào cái gùi đi, cho làm ăn đi rửa đi. Cô này khó làm đi. Mẹ. Chị khó làm đi. Cô phải gái tôi. Em đào như thế được rồi. Thế làm đi cô này. Mẹ không phải chỉ con đâu mẹ. Cô này không chỉ con. Mình cô ta làm cái gì? Không biết làm đi. Không chả biết làm. Cô vào đi, cứ đứng ở đấy làm bà gì? Nói đúng rồi, còn gì nữa? Chả biết làm, có chửi người đó. Chị làm đi, em đứng ở đây xem thôi. Không làm á, tôi này hôm nay tôi về, tôi đuổi ra khỏi nhà bây giờ đấy. Nói nhiều đâu. Làm thì không làm, cứ đứng ở đấy mà che ô cho con kia. Làm nhanh lên. Không về. Làm cái gì làm thì làm nhanh lên. Làm bắt người ta làm. Con kia gửi cho nó nhanh vào nhá. Em không đừng làm có mà chậm chạp ở đấy nhá, tôi không tí tôi về tôi không cho ăn đâu. Em không làm nữa đâu. Làm cho nó nhanh vào. Làm nhanh vào.
chị cũng làm nhanh lên. Đừng có mà to mồm. Mẹ phải bênh nó đâu. Mẹ nó có bênh nó. Nhanh vào. Nói, này ăn ngon lắm nhỉ. Đừng có bảo đây nóng nhiều. Chị làm nhanh lên đi về nào. Em nóng lắm rồi. Mẹ đừng có mà nói xấu con mẹ. Làm gì? Làm xíu thôi. Cho cô làm thôi. Má ơi, không làm đâu. Nóng quá. Mệt quá, không làm nữa. Không làm nữa. Con kia. Ra đây ngồi. Con kia có làm không? Tí bảo. Em không làm nữa đâu. Đây là bác. Mẹ ơi, mẹ ơi. Làm hôm nay cô về cô cút khỏi nhà tôi đi. Cô ở đâu? Cô đây. Chị ngu, chị mới làm cái việc này thôi. Cứ đây mà nói. Con kia về làm đi, đứng mà ngồi đấy. Em không làm đâu. Chị ngu, chị mới đi làm cái này thôi. Không làm đâu. Bênh nó đi. Hôm nay con này không cho nó ăn đâu. Mẹ, cô cho cái này làm đâu. Mày làm đi con kia. Em không làm đâu. Cô mẹ làm nhá. Sao mẹ không bảo con gái mẹ làm đi? Chị làm đi. Tôi làm việc này làm sao? Làm đi làm việc minh tinh. Làm cái gì về nào chị ơi? Làm cái gì làm chồng ghê lắm rồi. Buồn lắm rồi. Em không làm đâu nghe đi. Về nhà em nấu cơm đây. Bà nói đúng rồi đấy. Làm nhanh lên nào. Còn cái về nó sắp chết đây. Con kia về đây gánh đi. Gùi đi. Em biết gùi đâu. Không gùi đâu. Chị gùi đấy. Gùi đi. Về đây nhắc lên cho chị gùi nhá. Em không làm đâu. Không gùi đấy. Em không làm. Chị gùi đi. Cháu gùi đi. Nhanh đi. Mẹ cho nó gùi đi mẹ. Nhanh đi. Quay đi. Quay lưng ra đi. Cô gùi đi. Em không gùi. Nhanh đi. Cần gùi nhá. Nhanh đi thế này. Mày ăn đi. Đúng rồi đi. Đi. Thế sao gùi nhá. Gùi đi. Không cho cháu gùi đâu. Cho cô phải em cái này em phải đánh nó. Việc em gửi đâu đấy. Đi luôn. Hai người cầm con dao kia. Đừng có mày nói nhiều. Con này. Em đi không. Đi. Cô đừng có mà ác nha. Đi. Ở nhà con làm sao thế à? Đi đi. Đi. Mẹ cho nó gửi đi. Con gửi nhanh đi. Đi về. Cô phải gửi luôn. Đi để nấu cơm. Em đói lắm rồi. Em đói cơm lắm rồi, nhanh lên. Nhanh. Mẹ. Đi nhanh lên nào. Mẹ đi bênh cho ta làm gì nhỉ? Chị không thấy đói cơm à? Mẹ không phải bênh nó đâu. Em tôi thấy liền đến giờ đói lắm rồi đi. Đừng có mà đẩy tôi. Đi nhanh lên. Mẹ. Cứ bênh nó làm gì? Đi nhanh lên đi. Nhanh nhanh lên. Nhanh nhanh lên. Buồn chóng rồi. Đói lắm rồi. Mẹ ơi, nhanh lên nào. Nhanh lên. Nhanh lên. Xuống này, xuống này. Xuống này, xuống này. Nhanh lên. 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 Nó trôi lên rồi. Nhanh lên. Nhanh lên. Đừng có mà đợi tôi. Nhanh lên. Nhanh lên. Cô gửi đi. Nhanh lên. Đi gửi đi. Mẹ sẽ có lần này. Nó đang. Nhanh lên. Thành cảm nó. Nhiều đâu cô xem tôi này. Cô đối xử với tôi như thế à? Ở nhà em tôi mà. Nói mà chị đi chồng quá. Nói cái gì nhiều. Mẹ đừng có nói. Nhanh lên. Tôi không gùi. Lên mang lên đây mà cô ấy. Mẹ. Nhanh lên nào. Mẹ. Để cho chị kia gùi. Gùi đi. Tôi không gùi. Cô gùi. Cô đừng có mà ác. Đi về đi.
xương. Đáng đây, đáng đây đây, đáng đây. Cô này làm cái này làm kiểu đáng đây đây. Thế thôi nhỉ, tao chỉ mới trả nhanh, chỉ mới sướng thôi. Tôi không tha cho cô đâu. Thôi, mẹ đừng có mặt bên cô ta. Sướng rồi. Cút đi. Đúng rồi. Đừng có mặt bên. Bà nói như thế đúng rồi, còn gì nữa. Im một cho tôi rất hết là tôi không tha. Sao bà nói chỉ như thế, sao chị không mấy hôm chồng tôi về á. Bỏ đi nghe đi. Tôi không tha cô đâu. Mẹ làm gì? Tôi nói nhiều. Cô đừng nói nhiều nha. Làm mẹ thế đâu sướng. Cút đi. Em có gạo bán hết cả gạo ăn em ạ. Gạo ngon có mềm 5 cân, 1 cân là ăn. Về nhé.